Mưa lớn từ suốt hôm qua đến đầu giờ sáng 14 tháng 11 đã gây ra tình trạng sạt lở đường trên tuyến DH5 từ Tắc Bỏ vào Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, gây ách tắc giao thông. Nước lũ trên sông Soan và sông Leng cũng quần quật đổ về, làm mực nước các sông dâng cao, chảy xiết. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Tại Nam Trà My, lượng mưa đo tại xã Trà Dơn 283,6mm, Trà Leng 224,2mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại 10 trên 10 xã là rất cao. Trước tình hình trên, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo 10 trên 10 xã tập trung kiểm tra hiện trạng các khu dân cư, công sở, trường học và sẵn sàng lực lượng để di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có nguy hiểm. Đồng thời huy động phương tiện, máy móc để giải phóng sạt lở trên tuyến DH5, đảm bảo lưu thông an toàn cho nhân dân.